xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 24 tháng 10 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý. Công việc, vận trình công việc của những chú chuột trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng với tính cách hòa đồng, thân thiện giúp cho bạn có được cá nhìn thiện cảm từ nhiều người. Tuy nhiên, việc này dễ khiến cho con giáp này trở nên cao ngạo, thích lên mặt và điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới con đường thăng quan tiến chức sau này. Tình cảm Vận trình tình cảm đậm sâu và nồng nàn. Ngày hôm nay, các cặp đôi đang tìm hiểu nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Còn tình cảm vợ chồng ngày càng khẳng khích, bền chặt nhờ sự thấu hiểu, tôn trọng và bao dung lẫn nhau. Tài chính Vận trình tài lộc kém sắc, nguồn thu nhập mặc dù vẫn được duy trì tốt, song bản mệnh lại có xu hướng vùng tay quả chán, nên rơi vào tình trạng tụng thiểu vai mượn, cẩn trọng, đau đầu vì vấn đề tài chính nói chung, cũng như việc chi tiêu nói riêng. Tuổi Giáp Tý, vận trình có nhiều khởi sắc. Tuổi Bính Tý, dự án, kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Tuổi Mậu Tý được giúp đỡ để vượt qua khó khăn. Tuổi canh tí có thể tiến hành kinh doanh đầu tư. Tuổi nhâm tí con đường tình duyên vô cùng thuận lợi. Con số may mắn số 59, số 8, màu sắc may mắn màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi sổ, công việc vận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dễ dàng. Con giáp này tự tách mình ra khỏi môi trường làm việc tập thể, bản mệnh không thể hòa hợp với cấp trên lẫn đồng nghiệp. Điều này vô tình khiến cho sự kết nối với người khác trở nên khó khăn. Đương nhiên, công việc cũng không còn mang lại hiệu quả như mong muốn. Tình cảm Vận trình tình cảm hài hòa, người độc thân nhờ đào hoa phượng nâng đỡ mà sớm tìm được người trong mộng của mình tình cảm vợ chồng ngày càng sắc son, đậm sâu nhờ nỗ lực vùng vẽn của người trong cuộc. Tài chính Vận trình tài lộc không có nhiều thay đổi, người tuổi sủ có thể tìm thêm những việc khác để nâng cao nguồn thu nhập hiện có cho mình. Cẩn trọng, sức khỏe gặp vấn đề trở ngại do áp lực công việc nặng nề. Tuổi ất sủ, tài chính tăng tiến khá nhanh. Tuổi đinh sửu tài khoản tích lũy đầy thêm tuổi kỷ sửu vững tâm với kế hoạch tiết kiệm tuổi tân sửu có những sáng kiến tuyệt vời tuổi quỷ sửu sức khỏe không gặp vấn đề nào con số may mắn số 42 số 51 màu sắc may mắn màu vàng màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi tỵ ba tử vi hàng ngày của tuổi dần công việc vận trình công việc của những chú hộ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối bình ổn thái độ nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao giúp cho con giáp này hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nguyên, tính cách cứng nhắc, bảo thủ vô tình kiềm hãm khả năng phát triển ở con giáp này. Tài chính vận trình tài lộc ổn định, nguồn thu nhập đang có chiều hưởng gia tăng giúp cho người tuổi dần có thể an tâm cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Tình cảm vận trình tình cảm vô cùng tốt đẹp trải qua nhiều sóng gió, mâu thuẫn, các cặp đôi lại dành cho nhau những tình cảm ngọt ngào sâu đậm. Để giữ tình yêu được lâu bên, dù gặp hiểu lầm gì cũng đừng nên im lặng. Cẩn trọng, tình hình tài chính gặp khó khăn nên thận trọng trong việc chi tiêu. Tuổi giáp dân, kế hoạch đầu tư làm giàu không hiệu quả. Tuổi bính dân, chớ nên nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Tuổi mậu dân, tránh bốc đồng mà đầu tư rủi ro. Tuổi canh dân có thể xảy ra mâu thuẫn với nửa kia. Tuổi nhâm dân, chuyện tình cảm đứng trước thách thức. Con số may mắn số 21, số 9, màu sắc may mắn màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi tí. 4. tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc. Vận trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi mối quan hệ với đồng nghiệp cấp trên đều chuyển biến xấu đi do bản mệnh không có sự cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói của mình. Bên cạnh đó, thổi ôm đồm công việc không đem lại hiệu quả cho các kế hoạch mà chỉ gây ra sự mệt mỏi. Tình cảm, vận trình tình cảm kém sắc. Tuổi mão chưa xác định được tình cảm của mình nên còn do dự thiếu quyết đoán trong các lựa chọn tình cảm. Điều này vô tình khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Tài chính, vận trình tài lọc bình ổn, mặc dù nguồn thu nhập chính có dấu hiệu bị chững lại, song nhờ khả năng quản lý tài chính tốt mà bản mệnh có thể thoải mái trong việc chi tiêu. Cẩn trọng, tính cách nóng nảy, bốc đồng nên phá hỏng nhiều chuyện. Tuổi ất mão nên chú tâm vào công việc của mình hơn. Tuổi đinh mão dần mất đi sự tín nhiệm từ cấp trên, tuổi kỷ mão nên chú ý trong cách nói chuyện, giao tiếp, tuổi tân mão dễ mất lòng nhiều người xung quanh, tuổi Quỷ mão chuyện tình cảm không như ý. con số may mắn số 52, số 13, màu sắc may mắn màu trắng, màu đen. quý nhân phù trợ tuổi tuất. năm tử vi hàng ngày của tuổi thìn công việc. Vận trình công việc của những chú rồng trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Công việc sắp đến, lúc gặt hái thành quả thì bị kẻ tiểu nhân phá hỏng giữa chân. Những tưởng sẽ nhanh chóng, đưa mọi thứ vào khuôn khổ, nhưng vì người tuổi thân mất bình tĩnh nên càng khiến mọi chuyện thêm rõ ren. Tình cảm, vận trình tình cảm kém sắc, đôi khi lời nói thẳng thẳng và không suy nghĩ của bản mệnh vô tình khiến người đối diện bị tổn thương nặng nề. Người độc thân, vẫn chưa tìm được ý trung nhân, thậm chí còn gặp rắc rối trong các mối quan hệ với người khác phải. Tài chính, vận trình tài lộc gặp trở ngại, tác động của ngày hôm nay cho thấy có điềm bảo hao tài. Xong, đây là số tiền cần bỏ ra cho các hoạt động cần thiết trong công việc. Cẩn trọng, mối quan hệ với những người xung quanh không được tốt do tính cách thẳng thẳng bọc trực. Tuổi giáp thân, thận trọng hơn trong ngày hung phận lớn. Tuổi bình thân, công việc rối nhưng như một mớ bồng bông. Tuổi màu thanh, công sức không được ghi nhận. Tuổi canh thân cần phải làm việc khôn ngoan hơn. Tuổi nhâm thanh, chuyện tình cảm đầy rõ rắm. Con số may mắn số 1, số 23, màu sắc may mắn màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 6. tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc. Phần trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra hành thông. Ngày hôm nay có bước tiến trên con đường công danh sự nghiệp nhờ có quý nhân nâng đỡ. Công việc thuận lợi gặt hái về không ít thành tích đáng kể. Bản mệnh nên tập trung tối đa chỉ lực để có bước điểm thăng tiến trong tương lai. Tình cảm, phần trình tình cảm có chút rắc rối. Việc thiếu khéo léo trong cách cư xử với người bạn đời của mình vô tình đẩy mối quan hệ ra xa. Bản mệnh nên hạn chế cái tôi, sự cố chấp để dung hòa với nửa kia. Tài chính, vận trình tài lộc dồi dâu, dò, nguồn thu nhập được cải thiện đáng kể đem lại cho con nhấp này cuộc sống sung túc và dư giả. Cẩn trọng, việc tỉ mỉ, cẩn trọng quá mức với công việc, không phải lúc nào cũng đem lại hiệu quả cao. Tội ất tỵ đạt được vị thế trong công việc. Tội đinh tỵ gây được sự tín nhiệm với tập thể tuổi kỷ tỵ được mọi người hỗ trợ nhiệt tình tuổi tân tỵ tài chính không cần phải lo lắng tuổi quý tỵ đào hoa vượng tốt cho người độc thân con số may mắn số 81, số 22, màu sắc may mắn màu cam, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi sửu 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ, công việc vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra hành thông, những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, hội họa được dịp phát huy sức sáng tạo nhờ nguồn cảm hứng bất tận do dâu. Mặc dù khó tránh khỏi các rắc rối bất ngờ, nhưng cũng may mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của con giáp này. Tình cảm Vận trình tình cảm ổn định, chuyện tình yêu đem tới cho người trong cuộc nhiều cảm xúc tuyệt vời chưa từng có. Con người độc thân dễ đi ăn tìm được, người ưng ý, nhờ biết cách thể hiện tình cảm trong lòng tài chính, vận trình ta lộc khởi sắc, nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng nhanh đáng kể, đem lại cho bản mệnh cuộc sống thoải mái và sung túc. Cẩn trọng, tính cách nóng nảy, hấp tấp và bốc đồng do tác động của cục diện tương hại nên dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Tuổi giáp ngọ khó hoàn thành các kế hoạch công việc. Tuổi bính ngọ khó phát huy được năng lực của mình. Tuổi mậu ngọ ít nhận được sự giúp đỡ của người khác tuổi canh ngọ, tiền bạc đủ ăn đủ chi tiêu nên tiết kiệm hơn. Tuổi nhâm ngọ, tình mừng là tình yêu được như ý. Con số may mắn số 15, số 28, màu sắc may mắn màu tím, màu hồng. Quý nhân phù trợ, tuổi dân. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc. Phần trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Tính cách chủ quan khiến cho con nhấp này đưa ra nhiều quyết định nóng vội hấp tấp. Chưa kể, các mối quan hệ với đồng nghiệp lẫn đối tác không tốt vô tình hạn chế sự phát huy năng lực ở con giáp này. Tình cảm Phần trình tình cảm gặp sóng gió, mâu thuẫn, tranh cãi trong cuộc sống gia đình. Các cặp đôi không ai chịu nhường nhịn. Nên khó dung hòa được mối quan hệ tình cảm hiện tại. Tài chính Phần trình ta lộc đi xuống, vận trình tương xung với địa chi ngay, bảo hiệu có nhiều sai sót xảy ra trong quá trình làm việc dẫn tới họa hao tài phá của. Cẩn trọng, cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng trầm trọng tới tình trạng sức khỏe của những chú dây. Tuổi ất môi, công việc gặp sự cố nửa chân. Tuổi đinh môi, càng mất bình tĩnh thì càng rõ chỉ. Tuổi kỷ môi, nên giữ một cái đầu lạnh để tỉnh táo hơn. Tuổi tân môi, tài chỉnh lên xuống khá thất thường. Tuổi quý môi trở nên trúc sự tiêu cực lên người thân. Con số may mắn, số 12, số 7, màu sắc may mắn màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão. Chính, tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Phận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Điềm bảo công việc có kẻ tiểu nhân rình rập và phá hoại nửa chừng nên tiến độ có nguy cơ bị trì hoãn. Bên cạnh đó, tính cách thiếu thẳng và làm việc theo cảm tính dẫn con giáp này tới nhiều sai lầm không đáng có. Tình cảm, vận trình tình cảm tốt đẹp, trải qua nhiều trông gai, sóng gió, cuối cùng thì các cặp đôi lại tìm được sự đồng điệu trong mối quan hệ này. Dù rằng vẫn còn những khúc mắc chưa thể tháo gỡ hoàn toàn, nhưng người trong cuộc luôn biết cách dung hòa tình cảm này tài chính, vòng trình ta lọc gặp biến động, thu nhập không ổn định, người tụ thân bắt buộc phải xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lý để củng cố tài chính hiện có. cẩn trọng, phần lớn thời gian dành cho công việc nên không có không gian riêng tư. tuổi giáp thân cho thấy sự nhanh nhạy và khéo léo. tuổi bính thân được cấp trên đánh giá cao. tuổi mậu thân có thể triển khai đầu tư hay mở rộng kinh doanh. tuổi canh thân không phải lo lắng chuyện tài chính. Tuổi nhâm thân, người độc thân sớm tìm được tình yêu. Con số may mắn, số 11, số 9, màu sắc may mắn màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi dậu công việc. Vận trình công việc của những chú gà trong ngày hôm nay diễn ra hành thông, Nhờ tam hợp với địa chi ngay nên mọi bước tiến của con giáp này đều được thuận bường xuôi gió. Dù bản mệnh không cần bỏ ra nhiều công sức nhưng vẫn gặt hái được nhiều thành quả vượt ngoài sự mong đợi. Tình cảm Vận trình tình cảm hài hoa, người độc thân sớm tìm được người tâm đầu ý hợp nhờ đào hoa phượng nâng đỡ. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, ấm êm, trở thành điểm đến lý tưởng của không ít người. Tài chính Vận trình ta lọc vô cùng rực rỡ, Bản mệnh không chỉ gặp nhiều tin vui liên quan đến vấn đề tài chính mà còn có lọc ăn uống trong ngày. Cẩn trọng, điềm bảo có tai nạn, rủi ro bất ngờ xảy đến với con giáp này hoặc những người thân yêu trong gia đình. Tuổi ất dậu, vận trình nhiều tín hiệu tích cực. Tuổi đinh dậu, vượt qua nhiệm vụ khó khăn. Tuổi kỷ dậu, tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm. Tuổi tân dậu, tài chính dự ở mức ổn định. Tuổi quỷ dậu, tình cảm có nhiều hy vọng mới mẻ. Con số may mắn số 20, số 38, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuốt công việc Phận trình công việc của người tuổi tuốt trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khó khăn. Việc tự tin thái quá dễ khiến con giáp này gặp trở ngại trong quá trình chinh phục ước mơ của mình bản mệnh nên thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói kẻo gây mất lòng người khác. Tình cảm, Phần trình tình cảm không mấy vui vẻ để cải thiện hòa khí gia đình, các cặp đôi nên dành thêm thời gian hơn cho nửa kia. Mối quan hệ tình cảm chỉ khi có sự chia sẻ, lắng nghe, tin tưởng, cảm thông mới được khẳng khích và mặn nồng. Tài chính, phần trình ta lộc bất ổn, nguồn thu nhập không được ổn định khiến cuộc sống của bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong gai cẩn trọng, điềm bảo có hòa tiểu nhân đeo bám, phá hoại công việc, nói xấu gây mất uy tín danh dự. Tuổi giáp tuất, có nhiều suy nghĩ bế tắc quẩn quanh. Tuổi bính tuất, cần biết tiếp thu ý kiến của người khác. Tuổi mậu tuất, tình hình tài chính ổn định. Tuổi canh tuất, trở nên mua sắm theo hứng. Tuổi nhầm tuất, tình cảm không thuận lợi. Con số may mắn số 4, số 99, màu sắc may mắn màu nâu màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi dân. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nhờ có quý nhân nâng đỡ mà dù làm gì bản mệnh cũng gặp may mắn, thuận lợi, thành tuốt thu được vượt ngoài mong đợi giúp bản mệnh nhận được sự tín hiệu và nhiều khả năng sẽ được cấp trên cất nhắc lên những vị trí cao hơn tình cảm vận trình tình cảm gặp nhiều tình vui người độc thân nhanh chóng tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp nhờ đào hoa phượng nâng đỡ còn những người đã lập gia đình nên chia sẻ với nửa kia công việc thường ngày chẳng hạn như nuôi dạy con cái tài chính vận trình tài lộc có chuyển biến đáng kể nguồn thu nhập đến từ phía công việc phụ đem lại cho con giáp này cuộc sống đáng mơ ước Tuy nhiên, bản mệnh nên tránh tiêu xài phung phí nếu không muốn rơi vào tình trạng tủng thiếu. Cẩn trọng, tài chính khó khăn do không có kế hoạch chi tiêu hợp lý và khoa học. Tội ất hại, có sự giúp đỡ, tác động ăn ý với đồng nghiệp. Tội đinh hại, tiến độ công việc khá cao, vượt mong đợi. Tội kỷ hại, nhận được phần thưởng xứng đáng. Tội tân hại, làm tốt trách nhiệm hiện tại của mình. Tội quỷ hại, Chuyện tình cảm vẫn chưa được suôn sẻ. Con số may mắn số 37, số 71. Màu sắc may mắn màu trắng, màu đen. Quý nhân phù trợ. Tuổi Mão.